Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay sơ qua cái shop Showroom 39 Cây Đời. Đấy, quán mình ngay 39 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội nha các bạn. Đây các bạn ơi, shop mình thì ngay chỗ trụ sở Đảng ủy Ban Nhân dân phường Mai Dịch nhá, đối diện ở đấy luôn đây. Chỉ cần nhìn sang cái là thấy shop mình ở đây rồi. Đó. Rồi thấy không ạ? Số Zalo, Facebook, địa chỉ. Đấy, hôm nay mình sẽ quay sơ qua cái showroom của quán mình cho các bạn xem. Vừa bước vào là đã thấy một cây kim tiền to đùng rồi đúng không? Đây. Đấy, vừa nắng lên đẹp lắm. Vừa nắng lên quá đẹp luôn. Wow. Đó. Hàng bên này đó là những cái giỏ cây dây leo dưa xinh, nên là cây hạt dưa nha các bạn. Đấy, nhìn xuống đây một xíu, đây là cây bình an. Để mình quay rõ nha các bạn. Đây, dứt xuống đây một xíu nữa, đây là cây đô la nha các bạn. Shop mình có tất cả các loại cây treo, mình có nhu cầu thì có thể liên hệ. Rồi. Mới nắng lên đẹp quá. Đây, đây là cây không khí. Cái không khí này thì mình cũng đã nói qua rồi các clip trước rồi, thì mọi người có thể xem lại. Cái không khí này mình chỉ cần có không khí và tưới nước là nó có thể sống dai, sống khỏe. Đây là cây về hạt dưa này. Đó. Nhìn lá của nó giống cái hạt dưa mà mình hay cắn đó. Đây là cây giọt nước. Đấy. Rất là xinh. Ôi giời. Đấy. An. Cây đô la. Đô la. Bình an. Đây là cây môn rút nha các bạn. Đẹp hết. Môn rút này rất đẹp. Đây là cây kim ngân. Cây kim ngân này thì có hai size nhá. Chắc mình hiện tại có hai size, là size nhỏ như thế này và size cỡ vừa, cỡ to đây. Đó. Bên mình thì có loại trồng thủy sinh với cả có loại đất như thế này. Xích bên bàn đây một chút. Đây. Wow. Xanh mướt đông đố, các bạn biết là đây là cây gì ạ? Nhìn hoa của nó này trắng muốt luôn, rất là xinh đúng không ạ? Cái đây là cây hoa lan ý, cây lan ý nha các bạn, thì nó rất là đẹp, sùng sung xuê luôn. Đó. Còn cây này là cây đại đế nhá. Cây đại đế. Đây, rít qua đây một xíu, xíu nữa là thấy các chú tiểu. Ôi giời ơi, kinh quá. Đây. Ôi à. Thấy không ạ? Đây, đây, chú tiểu ngủ gật này. Đây là sen đá chuối tiền. Có một điểm mà đặc biệt của cái sen đá chuối tiền này ấy, đó là nó có cái hoa ở đây. Nó có hoa nha các bạn ơi. Đây. Nó có hoa nha. Nó có hoa và nó có hình, nó có hoa màu hồng. Nó có hoa màu hồng rất là xinh. Đây là sen đá này, hoa hồng, thì tàn hết rồi, bạn liên thanh. Đấy, xong bên này thì dích qua đây một xíu nữa, là mấy chậu hoa hồng tươi đẹp nở rộ luôn. thấy không ạ? Ôi giời, màu xinh quá. Ê, chích qua đây một xíu. Ôi dồi bác ơi, biết hoa gì không ạ? Đỏ, đỏ âu mà nó xinh đúng không ạ? Đây là cây hoa đỗ quyên nhá. Mới đang có nụ như thế này, nụ của nó mới đang lên này. Nụ của nó đang lên như thế này. Đó, trời ơi, hoa nó nở, vùng mới nở được có 1, 2, 3, 4 bông. Mấy cái nụ con đang nở này. Xinh quá. Quay sơ hoa cho mọi người. Thôi, còn một cây nữa. Ôi giời ơi, đẹp quá rồi ơi. Đẹp quá. Trời ơi. Ôi giời ơi, xinh quá. Đây. Đó. Cây đỗ quyên, hoa đỗ quyên bởi vì đó nó mới đang nở này nữa. Đó. Nụ của nó rất là nhiều nha. Đấy, đây nụ nó đang lên hoa. Đây dưới đây là cái cây kim tiền nhỏ. Đấy, đây là cây kim tiền nhỏ này. Rất xinh. Đấy. Mọi người thấy không? Đó, đây là cây kim tiền nhỏ này, cây kim tiền to này. Đó. Đây. Qua đây một xíu nữa là các loại cây. Đây là cây lá măng nhé. Cây lá măng thì hay còn gọi là cây thủy tùng ấy. Rất đẹp, sống lâu. Đây là cây cho băng. Đấy, cái lá của nó rất là độc đáo, xinh. Còn lên đây một xíu, đây là cây bằng sinh nhé. Cây bằng Singapore, người ta hay gọi là cây bằng sinh đó. Đấy. Tím 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 xinh xinh này à. Đây là hạnh tiên thảo nha các bạn. Hạnh tiên thảo. Đấy, rồi cây bằng sinh này. Bằng sinh, hạnh tiên thảo. Đấy. Còn cái trên này là có lưới hổ thái này. Lưới hổ thái này. Với lại có cây kim tiền chậu. Chậu sứ đẹp. Đấy. Quay ra bên này thì đây là vào mắt một người là một. Đấy, đập vào mắt mọi người đấy là một cây kim tiền to. Thân nó rất là to, chắc, đẹp. Thân gỗ. Lá của nó thì có 5 nhánh, 6 nhánh đó. Đấy, đó, 5 nhánh. Này đó. Đây là cây đại đế mà vừa nãy mình cũng có nói qua với các bạn nữa. Cây đại đế này thì rất là đẹp. Đấy. Ở đây là xương rồng. Ôi, mấy cái cây xương rồng này rất là xinh đó mọi người. Mình có thể trang trí để bàn làm việc nè, để phòng khách nè. Trẻ con hay là mấy bạn sinh viên rất là thích những cây xương rồng như thế này. Đấy, có cái chậu khác nhau nhá. Đấy, chậu trắng, chậu nâu, chậu ối. Rồi, đây. Mình cho các bạn xem xem. Thấy không ạ? Đấy. Rồi xương rồng có chậu nha, chậu xanh, chậu trắng đó, chữ lớp như thế. Ôi trời xinh rồi. Chữ thỏ đây. Mấy chậu xương rồng này thì đồng giá 150k nha mọi người. Còn có cái loại này là 200. Mít vào nhau rất là xinh. con thỏ này thì có màu vàng, màu hồng đẹp. Đó.